Đây, 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 rồi ngồi vô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Xinh quá, quá xinh. Chào em. Trời ơi, hôm nay bảnh quá ta. Giới thiệu một cái đi nè, mình tên gì nè? Là tên là Nguyễn Việt Anh, sinh năm 91, quê thì ở Gia Nghĩa, Đắk Nông. Đầu tiên chủ yếu là đi chạy xe, còn thứ hai ở nhà làm vườn bán trái cây rồi. Làm vườn là làm cái gì? Là làm vườn, nghĩa là trồng trọt đồ, để nuôi heo đồ. Em làm luôn? Dạ, bơ, sầu riêng, cà, tiêu, đều. Quá dữ, giỏi dữ vậy ta. Hôm nay tại sao chọn bộ đồ đẹp quá vậy, ấn tượng quá vậy, lý do? Ở trên đó thì của Tây Nguyên, phong trào rất đẹp. À, biết mình là dân Tây Nguyên đúng không? Mà nó nghe nè, một cái này hơi sai. Mặc bộ đồ này đúng Tây Nguyên rồi đó. Nhưng mà người ở trên Tây Nguyên là trên núi đúng không? Là người ta nói lớn lắm. Người ta nói tiếng vọng qua núi đồi, em ơi! Trời ơi, sao nói chuyện nhỏ xíu vậy? Tại vì là nó còn rung quá, nhất thứ hai là con tim đang chưa rối động gì cả. Chưa có rối động là nó nhỏ hả? Còn rối động mới nói lớn hả? À, vậy là lát mở cửa trái tim ra gặp cô này mà nếu rối động thì mới nói lớn. Rồi, chào em gái, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Phạm Thị Thanh Nga. Em sinh năm 1990. Em đang sống và làm việc ở Đắk Lắk ạ. Em là nhân viên hành chính văn phòng ạ. Mình ở chỗ nào? Hai bạn trao đổi xíu coi có gần nhau không? Bên đó bạn ở chỗ nào nhỉ? Thị trấn Eka. Mình thì ở Gia Nghĩa, gần công an tỉnh á. Mình chưa đi qua Gia Nghĩa. Biết chỗ đó không? Cách nhau cỡ bao khoảng bao nhiêu? 200 cây ạ, xa. Trời, trong cùng Đắk Lắk luôn mà xa vậy đó hả? Dạ. Hiện tại mình đang sống với ai cơ? Và hiện tại bây giờ thì em đang ở cùng với mẹ. Bên đây nói chuyện lớn hơn em nè, to rõ hơn em nè, ta đúng dân miền núi rồi đó. Giờ bạn gái lớn hơn mình 1 tuổi, có ngại gì không? Tuổi tác thì không quan trọng, chủ yếu là cái người đó có về lo lắng bên gia đình với có chịu bên này hay không thôi. Giờ muốn là người ta làm dâu hay là muốn là đi ở rể? Thì tùy bên đó thôi. Rồi nếu đi rồi ai trồng cây, ai buôn bán trái cây? Cái đó là thì ở nhà thì bố mẹ lo rồi. Rồi thì mình hỏi trước vậy đi cho nó thoải mái, cho các bạn dễ trò chuyện ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Em rất thích làm những cái loại bánh, thích làm những cái loại bánh lạ để cho mọi người trong gia đình có thể thưởng thức. Điểm yếu của em là chưa được quyết đoán, hay quên. Có thể là vừa mới nói xong, có thể là đã quên luôn rồi. Trời ơi, rồi trong công việc thì sao? Có những cái mình bắt buộc phải nhớ thì mình sẽ làm những cái tờ giấy note hoặc là mình phải ghi lại trong sổ tay. Bên đây khí hậu trên núi trong lành, bởi vậy da dẻ rất là đẹp, má ửng hồng. Bên đây sao cũng trên núi mà đen dữ. Do làm nhiều quá. Cũng cùng trên núi xuống mà sao ngược quá. Em xuống đây hồi nào? Em xuống 8 giờ tối. À, hôm qua, xuống hôm qua. Còn em xuống đây hồi nào? Dạ, em cũng đi tối hôm qua. Rồi, vậy là cũng cùng với nhau ha. Biết đâu hồi mình về chung với nhau cho nó vui. Rồi tình trường sao nè? Cũng được một mối tình và cũng chia tay được 2 năm mà. Có một mối tình à? Quen cũng được 1 năm. Em thì đi chạy xe, còn là tài xế. Không chăm sóc được người ta rồi thì người ta có mối tình người khác thì người ta đến thôi. Rồi, còn bạn gái? Em thì trải qua được 2 mối tình ạ. Lâu nhất thì kéo dài được khoảng hơn 2 năm. Lý do chia tay thì em nghĩ là một phần là cũng do em cũng chưa được quan tâm, cũng chưa được hiểu bạn nam ý nhiều, dẫn đến là những cái xích mích không đáng có. Mối tình sau này thì một phần là cũng do khoảng cách. Khoảng cách là sao? Em ở đâu, anh ở đâu? Trước khi chuyển về Đắk Lắk thì có một thời gian em sống và làm việc ở Hà Nội. Và sau này về một số lý do gia đình nên là em chuyển vào trong Nam. Vậy thấy xinh quá mà, tại sao không ai đeo đuổi? Vì cái công việc em cũng mới bắt đầu lại từ đầu. Một phần là do em cũng bận quá nên là cũng không đi chơi hay hẹn hò được nhiều chị ạ. Rồi bây giờ thí dụ có bạn trai rồi, mình có sắp xếp thời gian để dành cho bạn trai để tìm hiểu nhau để mà tiến tới hôn nhân được không? Dạ, bây giờ là thật sự là rất là muốn tiến tới hôn nhân rồi. Rất là nên muốn. Nên là cũng muốn tạo điều kiện cho cả bản thân mình với lại bạn nam nữa. Rồi bạn trai mà nhỏ hơn mình tuổi thì em có ngại gì không? Dạ, nếu như mà nhỏ hơn nhiều quá thì mới ngại, chứ một tuổi thì chắc là cũng không sao cả. Không vấn đề gì ha. Dạ. Nhiều cũng không vấn đề nữa, anh cô thích hay không thích thôi. Mà thích rồi là không có vấn đề, không thích thì đủ cả vấn đề. Dạ. Đúng không? Đã không thích rồi cỡ nào cũng có vấn đề hết trơn á. À, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một mẫu bạn trai là một người quyết đoán, chăm lo cho gia đình và có chí tiến thủ. Cao hơn em, chắc tầm khoảng 1m7 trở lên. Dạ. Cao được nhiêu cân?
1m75. Mét 75. Wow, dữ rồi, dữ rồi. Chỉ như vậy là được rồi ạ. Chỉ cần cao thôi. Dạ. Rồi tóc tai, rồi quần áo, mặt mày không cần thiết. Nếu như mà mập mạp một chút thì càng tốt. Lần này cũng không được mập. Có gì thì cả hai sẽ về. Làm bánh cho anh ăn. Đó, làm từng làm bánh cho anh ăn là ok. Rồi bên đây, mình muốn mong muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Cao 1m58 trở lên. Có luôn. Biết chăm sóc gia đình cả hai bên. Hai bên gia đình thì phải lo lắng, rồi cũng phải biết chia sẻ. Chị thấy bên này tuy rằng nhỏ tuổi hơn một xíu nhưng mà thấy rất là chững chạc, rất là đầm tính. Em có đem hình ảnh gì của em theo không? Cho chị coi. Trời ơi, cái hình gì mà đông người quá vậy, rồi sao ta kiếm ra? Trời ơi, kiếm ra được, tôi khen hay luôn á. Cho người ta một cái gợi ý đi nè. Đang ngồi hay như thế nào đó? Đang ngồi, trời ơi, có ba anh ngồi hài rồi, kiếm đi. Ngồi đầu tiên. Quá dễ. Tìm cô ấy đi, cho người ta một cái gợi ý rồi nè. Em khá là gần màn hình. Trời ơi, khá gần màn hình. Khá gần màn hình, hai ba cô gần màn hình luôn. Rồi, tìm đi. Theo cái giác quan của mình, trực giác của mình xem ngày hôm nay mình đang ngồi đối diện với anh chàng nào đây. Đâu, em đoán ai? Dạ, em đoán anh này ạ. Lý do? Anh nghĩ là một trong ba anh ngồi ở bên dưới. Em nghĩ là người ở giữa thì cái khả năng phần trăm đúng nó cao hơn. Em cảm nhận như vậy thôi ạ. Em xác định mà hình ở bên này. Tại sao chọn cô đó? Tại vì là chắc có lẽ người chụp hình thế nào rồi, chắc đứng trước sao. Ok, bây giờ chúng ta đã dự đoán được cái người ngồi đối diện với mình rồi ha. Mình Lê Thị Thanh Thúy, mình năm nay 43 tuổi, mình là bên công chức ở Cần Thơ. Công chức là chị làm ở trong huyện xã hay làm ở đâu chị? Mình làm ở Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của thành phố Cần Thơ. Rồi mình chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của chị Thúy nha. Mình thấy mình bình thường, rồi mình thấy mình cũng không có gì mạnh chứ. Sao làm ở Sở Văn hóa, em nghĩ chắc là nhiều tài lẻ lắm không? Có biết khác họ hay đi các cái cuộc hội thảo, hội nghị đồ không? Vì cái công việc của mình nó chuyên về bên công tác nghiên cứu tổng hợp á, cho nên thật lòng là mình chỉ làm trên máy vi tính thôi, còn ít đi ra ngoài á. Bởi cho nên mới ế tới giờ. Rồi mình là có trải qua mối tình nào chưa chị, hay chị đã lập gia đình chưa? Mình là độc thân từ hồi đó tới giờ, mình chưa lập gia đình. Rồi có trải qua mối tình nào chưa? Thời còn sinh viên thì nó cũng có vài ba bạn theo đuổi mình, nhưng mà lúc đó thì mình chưa có nghĩ đến. Rồi tới lúc đi làm thì cái môi trường của mình ấy, xung quanh thì những người nam mà tầm tuổi mình họ đã kết hôn rồi, cho nên mình cũng không có đối tượng để tìm hiểu á. Là ở trong xã giờ mình không có còn anh nào hết hả? Em nghĩ trong đó là phải có nhiều anh chứ. Anh á thì nói với bạn á là có chứ không phải không, mà nó bây giờ nó chia ra hai đối tượng, tức là những người mà bằng tuổi mình hoặc là lớn hơn mình thì người ta đã qua một lần đò, mà những người đó nói thiệt lòng là không phải đối tượng của mình. Mình là tìm đối tượng là chưa từng lập gia đình nha. Rồi cái còn cái đối tượng thứ hai nữa, có một số bạn bây giờ người ta cũng chưa lập gia đình nhưng mà người ta nhỏ tuổi hơn mình nhiều lắm luôn, cho nên mình ngại cái trường hợp đó lắm. Ví dụ như nhỏ hơn vài tuổi thì còn được, chứ nhỏ nhiều quá thì làm sao mà được, tại vì phụ nữ mình nó sẽ cứng hơn so với nam. Chị là sinh năm 81 hả? Đúng rồi. Dạ, 81 thì mình lại muốn người chưa lập gia đình thì nó có quá khó không? Ví dụ như giờ đã lập gia đình nhưng mà đã ly hôn thì chị cũng không chịu luôn hả? Không, tại vì nếu như mà đối tượng đó thì mình nói thật lòng là ở trong cơ quan. Tới mấy người mà người nào cũng có ngỏ ý với mình, nhưng mà mình nói thật là do mình không... Cái đối tượng đó sau hồi đó tới giờ mình không hiểu làm sao, nhưng mà mình không có niềm tin ở nơi họ. Mình nói thật lòng là như vậy. Mình không có nói là họ không tốt nha, nhưng mà ý là mình nói là cái người mà đầu tiên á, mà họ tìm hiểu, mà họ để lập gia đình á, mà đến giờ phút này mà còn đổ vỡ, thì mình không có niềm tin là khi mình là người đến sau thì lại được hạnh phúc đâu. Thật sự đấy là mình không có niềm tin đó, là mình nói thật lòng.
Không chị ơi, cái này em nghĩ cũng tùy à, tại vì chuyện kết hôn hay ly hôn nó cũng phải tùy vào duyên số của mỗi người nữa, chứ đâu phải mình muốn là được. Nhiều khi người ta muốn sống chung nhưng mà cái duyên nó hết rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Còn biết sao giờ đó, dạ còn đó biết sao tụi chị giờ mình gặp được một anh mà tuy là anh đã ly hôn nhưng mà mình sống được tới cả đời rồi sao, mình đâu có biết được cái chuyện phía trước là sao đâu. Mình vậy Thì là coi như là mình thu hẹp là cái cơ hội, cái phạm vi tìm kiếm của mình rồi đó. đúng rồi, nếu như mà ở cái môi trường đi làm việc của mình, mà ở cái tuổi của mình, nếu như mình mà đồng ý với người mà đã từng đổ vỡ một lần thì nói thật là nó có chứ không phải là không. Nhưng mà mình nói thật lòng là đối tượng đó mình không biết làm sao luôn, tức là mình hồi đó tới giờ mình không hiểu luôn á. Mà gia đình mình cũng không chịu luôn đó. Mẹ mình không chịu đâu. Dạ. Rồi thì bên em sẽ cố gắng tìm một cái anh mà chưa lập gia đình ha chị Thúy ha. Thì Dạ. ngoài cái chuyện chưa lập gia đình ra thì chị còn muốn cái anh đó thì như thế nào không, ví dụ như tính cách, ngoại hình hay là công việc của anh thì sao chị? Mình thì ở tuổi này rồi, cuộc sống thì nói chung cũng cũng có sự là từng trải trong cuộc sống rồi, cho nên mình cũng hiểu. Mình cũng không có cái gì được gọi là hoàn hảo, thế nên mình cũng không đòi hỏi ở đối phương của mình phải hoàn hảo. Vì vậy mà về ngoại hình á, thì theo mình nghĩ coi được là được. Tại vì mình có 1m54 thì anh ấy 1m60 trở lên là được rồi, chứ không cần là phải 1m8 6 múi gì hết, tại những người đó chắc người ta cũng không nhìn tới mình đâu. Ba em rất dễ thương mà, càng dễ thương cười có chuyện quá trời. Với một cái nữa là mình thì cũng không, mặc dù là mình làm trong cái môi trường này thì nói chung là cũng ăn học đến nơi đến chốn, nhưng mà mình tìm đối phương thì không có nhất thiết phải là người đó cũng có cái điều kiện ăn học như mình, tại vì mỗi một người một chí hướng, cho nên có khi người ta không thích đi vào cái con đường đó là học hành rồi đi làm việc, mà người ta làm ở bên ngoài thì cũng được. Đối với mình thì cái đấy nó không vấn đề gì, miễn là chịu khó làm ăn, có công ăn việc làm ổn định là được, có thu nhập là được, đảm bảo cuộc sống gia đình là được. Dạ, nhưng mà chị có nghĩ nếu như mà không cùng trình độ thì về nói chuyện nó sẽ bất đồng quan điểm không? Không, mình không nghĩ như vậy, tại vì nói thật lòng á, mình những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài á, mình đi ra ngoài á, mình trải lòng với tất cả mọi người, kể cả già trẻ lớn bé, kể cả người có học không có học, kể cả họ như thế nào, mình là cái người trải lòng với tất cả mọi người mà. Thế cho nên mình không có nghĩ là người ta không 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 học hành thì mình lại khó nói chuyện hay là không quan điểm, mình không không nghĩ như vậy đâu. Hai 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 cái đó là hai vấn đề khác nhau á. Dạ, rồi còn về vị trí địa lý thì quê quán thì chị muốn ảnh ở đâu? Với mình thì trên dải đất hình chữ S là được hà, học mình không có phân biệt vùng miền. Là ảnh nếu ở ở miền Bắc thì mình về đó dựng làm dâu luôn hả chị? Mình là gốc Bắc nha, mình là nhà mình hiện tại là ở Quảng Ninh luôn á. Ủa thì chị vô đây chị sống với ai? Mình hả? Tại vì ngày xưa hồi mình còn nhỏ thì gia đình nhà mình á là ở dưới Cà Mau, rồi sau này thì gia đình mới chuyển về ngoài Bắc. Còn mình thì ở trong này tiếp tục đi học, rồi sau này mình đi làm, rồi mình sinh sống ở Cần Thơ thôi. Chứ còn gốc của mình thì không phải là ở Cần Thơ, mình là gốc ở ngoài Bắc á, nhà mình ở Quảng Ninh á. Nhưng mà hiện tại thì gia đình chị là vẫn đang ở Cần Thơ. Mình ở ở đây thì chỉ có với em gái mình thôi, còn mẹ mình À. đó thì ở ngoài Quảng Ninh. Vậy về Bắc thì cũng quá ok luôn rồi, em sợ già chị ở đây mà chị ra đó thì sao? Cho nên là với mình thì mình nói là trên dải đất hình chữ S là được hà, mình không có phân biệt vùng miền đâu. Rồi thì bên em có được những thông tin cơ bản của chị Thúy rồi. Nếu như có cái anh nào phù hợp với những tiêu chí thì bên em liên hệ với chị Thúy nha. Mà bạn bạn mình nói nghe nè, mình có dự định kết hôn trong năm nay á, cho nên là nhờ nhờ chương trình tạo điều kiện sớm sớm cho mình nha, tại vì mình là người không có kén chọn. Năm nay là năm năm tốt của chị, năm tốt của chị hả không hay không sao? không phải năm tốt, không phải năm tốt, mà mình đã 43 tuổi rồi, mà nói thật lòng là tuổi này là mình đã bắt đầu là ổn định tất cả mọi thứ, bây giờ là chỉ còn tìm bờ vai nữa thôi à. Dạ rồi, bên em sẽ cố gắng nha chị ơi, nếu như có thì em liên hệ liền. Dạ Rồi, em cảm ơn chị Thúy ha. dạ mình cảm ơn chương trình, mình cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ rồi. Dạ.